trong sắp cưới nam em công khai người yêu mới, chuyện gì đây? Vua cá voi Thắng Ngô vẫn giữ một điều với Hà Thanh Xuân. Thủy Tiên vẫn làm từ thiện suốt 4 năm dù vướng ồn ào. Quản lý Châu Đăng Khoa tiết lộ Sophia thất tình nên quậy. Lý Nhã Kỳ lại gặp tin đồn thất thiệt liên quan tài sản. Trợ lý Ngọc Trinh lên đời, giá kim cương chói lóa. Hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang. Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ sốc về phân cảnh tình tứ với Lâm Canh Tân. Xin chào, lại là Ngọc Cúc đây. Ngay bây giờ mời mọi người vào từng nội dung chi tiết có trong giải trí iBiz hôm nay. Trong sắp cưới nam em công khai người yêu mới, chuyện gì đây? Bên cạnh những phát ngôn chấn động, chuyện tình cảm của cặp đôi nam em và Bùi Hữu Cường cũng là chủ đề được nhiều người quan tâm. Ở diễn biến mới thì trong sắp cưới của Hoa Khôi Đồng bằng Sông Cửu Long 2015, bất ngờ có phát ngôn gây xôn xao liên quan chuyện yêu người mới. Hôm nay tôi yêu một con bé mới rồi, Tâm An, người này ok lắm. Bùi Hữu Cường bây giờ không còn với nam em nữa, mà bây giờ quen Tâm An. Con bé nam em bị lạc trôi rồi. Đây là những chia sẻ của chồng sắp cưới nam em trên sóng livestream mới đây. Khoan rần rần nha, vì sự thật thật bất ngờ đây nè, Tâm An chính là nam em. Trên kênh cá nhân hơn 1 triệu người theo dõi của người đẹp cũng thay đổi thành Chân Tâm An. Cách nói của bạn trai nam em cho thấy mỹ nhân này không còn muốn đồng hành với tên gọi trong khai sinh và chọn một cái tên mới để sống một cuộc đời khác. Bạn nghĩ sao trước sự thay đổi này của nam em? Vua cá coi Thắng Ngô vẫn giữ một điều với Hà Thanh Xuân. Trong lúc cõi mạng đang xôn xao trước nghi vấn nữ ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân sắp kết hôn với nam ca sĩ Quang Lê, thì lại phải rần rần trước một chi tiết liên quan vua cá coi Thắng Ngô. Chẳng là mặc dù Hà Thanh Xuân từng thông báo chia tay, song nam doanh nhân Thắng Ngô lại chưa từng lên tiếng xác nhận, thậm chí anh vẫn liên tục có những động thái ngầm bảo vệ Hà Thanh Xuân. Không những vậy, dù Hà Thanh Xuân thông báo về việc chia tay khá lâu, nhưng đến hiện tại, vua cá coi vẫn để lộ tình cảm đậm sâu với nữ ca sĩ. Minh chứng cho điều này là trong một bức ảnh gần đây được đăng trong tháng 3 năm 2024, vua cá coi Thắng Ngô vẫn đeo nhẫn cưới ở ngón áp út. Khi dân mạng tinh ý phát hiện ra điều này và để lại bình luận, nhẫn cưới còn đeo trên tay, vậy là hiểu mọi chuyện đang rất tốt đẹp á anh. Thắng Ngô ngay lập tức bấm like thể hiện sự đồng tình. Bạn nghĩ sao về hành động này của vua cá coi? Thủy Tiên vẫn làm từ thiện suốt 4 năm dù vướng ồn ào. Vào cuối năm 2020, cõi mạng đã không khỏi rúng động trước màn khui bóc việc làm từ thiện của nghệ sĩ Việt đến từ vị trí của một nữ doanh nhân có tiếng. Mặc dù khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và kết luận không có dấu hiệu vi phạm của những nghệ sĩ này, song trong lòng công chúng, họ đã bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhắc đến đề tài này, thật thiếu sót khi bỏ qua Thủy Tiên, nữ ca sĩ cùng chồng là cựu danh thủ Công Vinh, từng điêu đứng một thời gian dài. Tuy nhiên, không vì vướng ồn ào mà Thủy Tiên nói lời tạm biệt hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa này. Mới nhất thì nữ ca sĩ đã cập nhật tình hình hiện tại của những máy lọc nước cô từng lắp đặt tại miền Tây. Năm đó, Tiên làm rất nhiều trạm nước ngọt ở vùng xa quá nên cũng không thể đi lại từng trạm lọc mà xem tình hình hỗ trợ. May mà có một số trạm lọc nhờ lãnh đạo xã có tâm giúp bà con nên lúc nào hư là cho Tiên hay ngay để hỗ trợ sửa chữa mà máy vẫn được sử dụng đến giờ. Thủy Tiên khẳng định sẽ hỗ trợ tiền điện cho những xã nghèo không đủ chi phí duy trì máy lọc nước. Nếu có bà con nào gặp trường hợp này mà thiếu nước, vui lòng cho Tiên hay để Tiên có thể hỗ trợ tiền điện giúp bà con có nước ngọt dùng thường xuyên hơn ạ. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ mới nhất này của Thủy Tiên? Quản lý Châu Đăng Khoa tiết lộ Sophia thất tình nên quậy. Cõi mạng những ngày qua đã không khỏi xôn xao trước bài đăng liên quan công ty chủ quản đến từ vị trí Sophia. Tôi là một nghệ sĩ hay là một con gà? Trao đổi với truyền thông thì nữ ca sĩ cho biết giữa cô và công ty của Châu Đăng Khoa đang gặp một số vướng mắc cần đối chất trực tiếp để thỏa thuận, giải quyết. Song 3 tháng qua, cô chưa gặp được Châu Đăng Khoa. Lần cuối cùng họ chạm mặt nhau là tại buổi ghi hình chương trình truyền hình diễn ra vào Tết Nguyên đán 2024. Sự việc của Sophia được cho là đang mâu thuẫn Châu Đăng Khoa, tương tự sự việc của Oren và Lily trước đây. Ở diễn biến mới thì quản lý công ty của Châu Đăng Khoa đã lên tiếng phủ nhận việc hai bên mâu thuẫn. Hai bên không có vấn đề gì đâu, bình thường mà, chắc Sophia thất tình nên kiếm chuyện. Bạn nghĩ sao trước những chia sẻ mới nhất liên quan sự việc này? Lý Nhã Kỳ lại gặp tin đồn thất thiệt liên quan tài sản. Lý Nhã Kỳ được biết đến là một sao nữ kim doanh nhân giàu có ở Việt Nam, thậm chí nhiều người còn gọi cô là nữ hoàng kim cương. Tuy nhiên cũng vì sự giàu có này mà người đẹp liên tục gặp những tin đồn thất thiệt, dở khóc dở cười.
Ở diễn biến mới nhất thì Lý Nhã Kỳ đã chụp lại màn hình một thông tin không đúng về mình và bức xúc đăng tải lên trang cá nhân. Theo đó thì thông tin đề cập đến chuyện nữ diễn viên từng bỏ quên vali kim cương ở sân bay và quá trình làm giàu của cô. Theo đó thì Lý Nhã Kỳ đã thẳng thắn lên tiếng khi có thông tin sai lệch về cô. Kèm theo ảnh chụp bài viết không đúng sự thật, nữ diễn viên bày tỏ: "Xin lại, tém bớt xàm lại nha." Động thái thẳng thắn của Lý Nhã Kỳ nhận được sự quan tâm và đồng tình của nhiều khán giả. Còn bạn, bạn thấy sao? Cách xe đi hát của Hà Hồ gây xôn xao dư luận. Bà mẹ ba con Hồ Ngọc Hà vừa qua đã có đêm diễn tại một sự kiện âm nhạc lớn được tổ chức ở tỉnh Đắk Nông. Đây là lần tái xuất sân khấu đầu tiên của giọng ca Cô Đơn Trên Sofa sau khoảng thời gian tập trung cho công việc kinh doanh cũng như góp mặt tại các sự kiện thời trang cao cấp quốc tế. Bên cạnh màn trình diễn mãn nhãn của Hà Hồ ở sự kiện này thì nhiều người cũng bàn luận xôn xao về mức cát xê của Hồ Ngọc Hà. Cụ thể thì dưới đoạn clip Hồ Ngọc Hà biểu diễn, khá nhiều cư dân mạng có mặt tại đêm nhạc cho biết nữ ca sĩ chỉ hát 2 bài nhưng cát xê được trả lên đến 700 triệu đồng. Trước đó thì Hà Hồ cũng thường xuyên được dự đoán là một trong những ca sĩ có mức cát xê cao nhất nhì showbiz. Tuy nhiên thì bản thân sao nữ chưa từng lên tiếng về một con số cụ thể nào. Vì vậy những lời bàn tán về mức cát xê kia vẫn chỉ là thông tin một chiều mà thôi. Trợ lý Ngọc Trinh lên đời, dắt kim cương chói lóa. Nếu theo dõi Ngọc Trinh, chắc hẳn bạn sẽ biết đến nữ trợ lý cũng là người chị em thân thiết của cô nàng tên Thúy Kiều. Từ khi làm việc với Ngọc Trinh thì Thúy Kiều không chỉ có cuộc sống khấm khá hơn mà bản thân cô nàng cũng ngày càng thay đổi về ngoại hình, phong cách ăn mặc. Gần đây thì Thúy Kiều còn khiến dân tình mắt chữ A miệng chữ O khi khoe ảnh đeo trang sức được làm từ kim cương đắt tiền. Theo đó thì trợ lý của Ngọc Trinh đeo nhẫn, vòng tay và vòng cổ kim cương lấp lánh. Tuy nhiên thì cô không sở hữu số trang sức đắt tiền này, chỉ đeo chụp hình sống ảo trên mạng xã hội mà thôi. Mới đây thôi thì Ngọc Trinh cũng gây chú ý khi đăng video ghi lại khoảnh khắc đi du lịch nghỉ dưỡng cùng gia đình bạn bè. Trong video thì nữ hoàng nội y đã nhiệt tình chăm sóc nữ trợ lý. Trong khi đó thì Thúy Kiều nằm tận hưởng trên ghế cạnh hồ bơi để Ngọc Trinh dưỡng da cho nè. Chiêm ngưỡng lễ đường ngập hoa tươi của Quang Hải, Chu Thanh Huyền. Tiếp tục cập nhật những diễn biến mới liên quan đám cưới của cầu thủ Quang Hải và người đẹp Chu Thanh Huyền tại quê nhà Đông Anh, Hà Nội. Mới đây thì hình ảnh cận cảnh về rạp cưới đã được đơn vị thiết kế thi công đăng tải. Theo đơn vị này thì diện tích rạp cưới lên đến 2.000m2, nguyên sân bóng sử dụng cho buổi tiệc. Lễ đường được trang trí 100% hoa tươi. Như Abis đã chia sẻ trước đó thì Quang Hải và Chu Thanh Huyền sẽ tổ chức đám cưới tại hai địa điểm trong 2 ngày. Theo đó thì đám cưới đặt tại sân bóng gần nhà Quang Hải diễn ra vào ngày 28 tháng 3. Sau đó cả hai tiếp tục tổ chức tiệc cưới ở trung tâm Hà Nội ngày 6 tháng 4 tới đây. Lễ cưới này sẽ quy tụ đông đảo các cầu thủ có tiếng và dàn sao trong showbiz Việt. Hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại của nghệ sĩ Phước Sang. Cõi mạng những giờ qua đã không khỏi xôn xao trước tin nghệ sĩ Phước Sang gặp nạn phải nhập viện. Sau vài ngày kể từ khi đổ bệnh thì tình hình của nam đạo diễn kim diễn viên Phước Sang có phần khá hơn. Trải qua nhiều thăng trầm cũng như vấn đề tuổi tác, hiện Phước Sang đang gặp nhiều bệnh như huyết áp cao. Nghệ sĩ Phước Sang cũng từng gặp nạn giống như lần này và để lại vài di chứng và thể trạng chỉ khoảng 70-80% so với người bình thường. Từ một người giàu có, vào năm 2012, Phước Sang bị vỡ nợ nên phải cày cực lực để trả số tiền đã vay cũng như trang trải cuộc sống. Sau nhiều năm, chồng cũ của diễn viên Kim Thư cũng đã phần nào ổn định. Hơn 10 năm trước, một tháng có khi tôi kiếm được cả tỷ đồng. Bây giờ mỗi tháng được chục triệu, có khi chỉ vài triệu. Thu nhập không đều đặn, nhưng tôi liệu cơm gấp mắm để trang trải. Không thấy mặc cảm vì trước giờ quen sống đơn giản, cơm ngày hai bữa. Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ sốc về phân cảnh tình tứ với Lâm Canh Tân. Trong Giữa Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh vừa là nữ chính, vừa đảm nhận vai trò giám chế. Đây còn là lần thứ hai hợp tác của cô và Lâm Canh Tân, nên Giữa Phượng Hành nhận được sự quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là khi Sở Kiều Truyện có cái kết bỏ lửng. Bên cạnh những gì diễn ra trên phim, ở hậu trường cũng có vô số khoảnh khắc đáng yêu của hai diễn viên chính. Được biết trong số những cảnh ăn uống của Giữa Phượng Hành, phân đoạn Thẩm Ly ăn thịt kho tàu do Hành Chỉ đích thân nấu được Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân bình chọn là phân cảnh đáng nhớ nhất vì quá dầu mỡ. Tổ đạo cụ chuẩn bị miếng thịt quá là quá đáng, màu sắc thì đẹp đó nhưng mà siêu siêu mỡ. Chỉ cắm đũa vào miếng thịt mà mỡ nó chảy ra, nguyên cả cái mặt bàn toàn dầu với mỡ. Sau thì Triệu Lệ Dĩnh cũng ăn, quay phim mà, chị ấy ăn 2 miếng, không dám ăn nhiều, ăn xong không nói nổi thoại.
Lâm Canh Tân nhiệt tình chia sẻ. Sau đó thì chính Triệu Lệ Dĩnh cũng đã xác nhận là ăn xong suýt ngất vì quá ngấy. Một phân cảnh tưởng chừng như tin bể bình, thực chất lại có cái kết muốn bật ngửa luôn nè. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình giải trí iBiz ngày hôm nay của chúng tôi. Ngọc Cúc xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.